Em Trần Anh Ô Tô xin gửi lời chào thân thương đến bà con nha. Sáng mới nhất cho anh vừa về một mẫu Crew. Em này sản xuất năm 2016 anh em. Nước sơn trắng nè, 76A04557, số đẹp nha anh em nha. Xe này ngay chủ anh em có thể quyền được nè, rút hồ sơ được nè. Form mới là 26. Chúng ta có tích hợp sẽ hỗ trợ hệ thống ABS. Mâm là mâm cây đa chấu nguyên bản của dòng Crew. Nước sơn trắng đẹp. Mẫu này anh em đi gia đình, phân khúc xe đi cực kỳ đầm luôn. Thương hiệu đến từ Mỹ nè, sơn rin còn khá là nhiều trên chiếc xe. Chủ nhà dán toàn bộ hệ thống pin cách gì hết toàn bộ ở trên kính chắn gió nha anh em nha. Anh em nhìn dàn mâm nè, dàn mâm khá là mới, chủ nhà đi toàn bộ hệ thống vỏ thái Michelin rất là xịn sò. Sở hữu bộ mâm La Giang R16 4 thắng đĩa, đây là cụm mờ đĩa của em, nó còn mới nguyên rồi anh em. Gầm bọc ở trong rất là đẹp, không có dấu hiệu là mục mọt. Anh em mua xe càng đời cao thì tỷ lệ máy móc người ta ít làm cực kỳ nha cô chú anh chị, và chất xe bảo quản rất là ok. Hệ thống cảm biến dê phía sau, đây là hai cụm đèn lồi nguyên bản của đời 2016 anh em, từ những miếng nối rất là liền nha anh em nha. Bốn vỏ đẹp nha, sạch sẽ. Mẫu này đi đâu đó lanh quanh nằm tầm 7 đến 8 lít, động cơ dung tích chỉ có 1.6 à anh em, 1.6 thôi, tiết kiệm nhiên liệu cho anh em đến tuyệt đối nha. Anh em trải nghiệm vô phần nội thất và cửa của em nó nè. Xe là không có một dấu hiệu gọi là lỗi lầm ở trên chiếc xe nha cô chú anh chị. Đây chúng ta có hệ thống nút lóc cửa trẻ em trong xe nè. Kết hợp đi đôi sẽ có hệ thống gương cụp mở, gương chỉnh điện, keo chỉ riêng nguyên bản 100%. Xe không cấn không lỗi nha cô chú anh chị. Tem của em nó đây, 2016 nè. Nội thất nè, nội thất chủ nhà bọc ghế da mới tinh sạch sẽ lắm. Vô lăng là không một tí gọi là phai mờ trên chiếc xe nha. Dàn trần là dàn trần rin hết toàn bộ. Trang bị màn hình cam dê, cam hành trình, full tính năng option. Đây là phần nội thất của em nó mới không? Xe sạch sẽ lắm. Đây là da nè anh chị. Ở chủ nhà bọc một lớp da rất là xịn sò. Lên lót sàn 5D sạch sẽ, keo chỉ giống nách hầu như là nguyên bản hết. Phần tắp bi gọi là không một tí chảy xước. Đây là phần keo cửa nè. Keo cửa rin nguyên bản nha. Trần Anh cam kết với cô chú anh chị là không cấn không lỗi chiếc xe này. Đi đồng hồ được 125.000. Trên đồng hồ là không có một dấu tích lỗi lầm. Đây là phần vô lăng còn mới nguyên bản như thế này. Hệ thống mở cúp điện thông minh ở trong. Máy lạnh AC đang kích hoạt này. Cam hành trình full hết rồi. Em thì trợ lực rất là đầm nha cô chú anh chị. Nách cửa bên tài đẹp như thế này. Bà con trải nghiệm vô tiếp tục phần khoang động cơ máy nha. Hỏi gia đình thì anh em đi mẫu này thì quá tuyệt vời rồi, chuẩn gốc gia đình luôn nha anh em. Mẫu này anh em yên tâm, không có chuyện là dịch vụ taxi trên chiếc xe này đâu. Cụm đèn trước là halogen, cụm đèn phía dưới là cụm đèn full led, và kết hợp chúng ta sẽ có đèn bi phá xương đầy đủ các tính năng nha. Đó, sơn xi đẹp không, 5 chỗ ngồi rộng rãi vô cùng, được cái khoang hành lý rồi, cục máy rin lắm. Đây anh em, đây là cục máy đời 2016 này. Đây anh chị này. Máy móc em này thì bao chất rồi bà con à. Mặt nắp keo đầu chưa mở luôn nè, ron nó còn nguyên bản như thế này. Đây bà con nè, sạch sẽ không. Em này xài toàn bộ hệ thống bed full. Và đây chúng ta sẽ có ổ ga, ổ ga FI nguyên bản của em nó nha. Đây là phấn son bảy màu của em nó còn theo xe hết. Đời 26 trang bị sẽ có ABS trong bốc công văn. Em này máy số rim nha anh em nha, sạch sẽ. Máy khô, máy trắng nó toàn bộ. Đây là hệ thống bô, bô chống nóng nó còn mới như thế này nè. Từ phần lốc lạnh đến phần bơm trợ lực nó còn theo xe nha anh em nha. Đi đôi là xương đầu nè, xương đầu là không có đâm pha. Nếu mà một cái xe mà không cứng lỗi vô dàn xương á, thì vừa qua bên đây chúng ta sẽ có hệ thống cảm biến túi khí nè. Khi mà cô chú anh chị va chạm á, hệ thống cảm biến túi khí này nó sẽ bung nha. Đây bà con xem kỹ nè, hệ thống cảm biến túi khí đầu nè. Dàn xương đầu của em nó là tem theo xe. Đó anh chị thấy đẹp không? Ốc tán của em nó còn 7 màu hết nha anh em nha. Hệ thống cảm biến khí thải này hoạt động hết toàn bộ trên chiếc xe nè. Xe không lỗi nha. Nắp capo nè, nắp capo keo chỉ nguyên bản hết. Đây anh chị nè. Nói chung mấy mẫu này chạy qua thời gian thì 5 tháng thì có dầm tút như là cản trước nè, cản sau có dầm tút đôi chỗ nè. 26 thì mới có mấy năm trôi qua thôi. Máy em ru rồi, xe không có một tí gọi là độ hơi nè anh chị. Nhớt mới chủ nhà thay mới tinh.
anh em coi phần lốp máy là tem, tem ở trong lốp nó còn nguyên bản chưa đó, anh em thấy không? Rubber chưa mở, rubber chưa mở thì không có dấu hiệu làm máy đâu nha anh em nha, xe liền lắm. Đó, bà con quan tâm đổ Kru 26 thì alo cho em. Anh em trải nghiệm tiếp tục phần cốp. Đây là phần cốp xe. Đây là keo, keo nè, keo bên cửa nè, keo là nguyên bản hết, không có dấu hiệu lỗi lầm. Cho anh quay phần nách cửa cho anh em coi nha. Nách cửa là sạch sẽ nè. Anh em thấy nách cửa không? Rất là sạch luôn. Đi mấy cái mẫu này anh em cần nên phải bảo dưỡng là trước tiên là nước nè, nhớt nè, và hệ thống két nước giải nhiệt cô chú anh chị nha. Nó quan trọng đối với một con xe. Đây bà con nè, keo chỉ ở trong hầu như là nguyên rin. Đây là phần cốp, cốp mới lắm. Ừ. 5 quả bông đúc nguyên bản theo xe nha. Cốp là không có một tí và làm bột mọt ở dưới phần cốp nha anh em nha. Đây nè anh em, đó anh em thấy bô 26 khá là mới, sạch sẽ, không lỗi nha, không cứng không lỗi. Em này đâu đó sân rin còn được ở tầm 65-70% thôi. Xe cũ như vậy là quá ok rồi. Đây anh em, gầm bọc ở trong rồi, không hề có một tí mục bọt rồi. Bảo gầm đẹp không? Gầm quá đi. Hôm nay bên Trần Anh chính thức vô hoạt động lại rồi nha. Vừa rồi Trần Anh cũng đi du lịch nghỉ dưỡng rồi, hôm nay thì chính thức vô hoạt động rồi. Còn nhiều xe và nhiều sự lựa chọn khác nhau đến với tay người sử dụng, từ một Captiva, Ford Everest, Fortuner, Kuru, Kia Morning, bên Trần Anh đều có hết. Và Trần Anh cập nhật thêm rất là nhiều xe về phục vụ cho anh em luôn. Anh em nào quan tâm mẫu nào thì xin hãy alo cho Trần Anh Auto. Anh em có xe bán thì alo cho em nha. Trần Anh mua bán tất cả các mặt hàng xe xí cỏ nha. Em chào bà con nha.